Tổng thống Philippines nói máu sẽ đổ nếu Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ. Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố ông sẽ nỗ lực hết sức để duy trì hòa bình, nhưng cảnh báo Trung Quốc rằng máu sẽ đổ nếu Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của nước ông. Theo hãng tin AP, ông Duterte nói như vậy khi đề cập tới vấn đề tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc khi phát biểu trước các binh sĩ nước này ở phía đông thủ đô Manila hôm 24 tháng 8. Người được mệnh danh là Donald Trump của Philippines vì các tuyên bố mạnh miệng thời gian qua cho rằng Trung Quốc đã có thái độ mang tính hòa giải hơn và rằng ông không muốn giao tranh nhưng bày tỏ lo ngại rằng điều đó sẽ xảy ra nếu các nỗ lực hòa bình thất bại. Nguyên thủ Philippines nói thêm rằng chúng ta sẽ không dễ dàng khuất phục và rằng Trung Quốc sẽ phải bước qua xác các binh sĩ và cả tôi nữa. Anh Huỳnh Đắc Luân, một người Việt sinh sống và làm việc ở Manila, cho VOA Việt ngữ biết rằng anh ủng hộ tuyên bố của ông Duterte. Anh nói thêm. Nếu như mình cứ dễ dãi với người Trung Quốc thì người Trung Quốc sẽ càng ngày càng lớn lao. Với lại bên Philippines có bảo trợ của Mỹ thì Philippines sẽ có thể có những cái đặc quyền để có thể chống lại mà Trung Quốc. Còn với Việt Nam mình thì không có được bảo trợ của những nước đồng minh nên hơi yếu thế hơn. Em là người Việt Nam nhưng mà em vẫn ủng hộ ông Tổng thống. Nếu như xâm lấn thì vẫn sẽ đổ máu ạ, để bảo vệ chủ quyền. Em nghĩ là Việt Nam, Philippines cũng các nước Đông Nam Á cùng với Nhật Bản và Mỹ nếu mà có thể hợp lại để mà chống lại Trung Quốc thì sẽ rất là tốt. Hồi đầu tháng này, gần 200 người biểu tình Việt Nam và Philippines đã tuần hành bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Makati, nằm ở phía nam thủ đô Manila, kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc. Trước đó, Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, lên tiếng kêu gọi Việt Nam theo chân Philippines, thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong một diễn biến khác có liên quan, trả lời hãng tin AFP hôm 24 tháng 8, trước chuyến thăm của Tổng thống Pháp tới Việt Nam vào tháng tới, Chủ tịch Trần Đại Quang bày tỏ hy vọng rằng Pháp và các nước khác sẽ giúp hạ giảm căng thẳng ở Biển Đông.